Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay anh em sẽ thấy nhá, mình sẽ có 4 con Haman vừa về xong anh em ạ. Đây, hai con thì không có hộp anh em nhá. Và hai con thì hàng nguyên hộp, đằng sau này là hàng nguyên hộp anh em nhá. Hàng này là hàng nguyên hộp, nghe chưa anh em? Đấy, hàng nguyên hộp full bốc thì nó sẽ đẹp 99% anh em nhá. Còn hàng không bốc này thì nó sẽ có hình thức có những vết xước xước. Nói chung là không thể nào tránh được anh em ạ. Tại vì nó hàng đã qua sử dụng bên Nhật rồi anh em nhá. Còn hàng có bốc này thì nó sẽ là hàng trưng bày thôi anh em. Bên Nhật gần như là cũng chưa sử dụng anh em nhá. Một vài ít phụ kiện linh tinh này. Và sẽ có hai bộ dàn VIP gửi đến anh em. Cái bộ đầu tiên là bộ Kenwood siêu VIP luôn. Anh em nhìn này, giải mã 24 bit chuẩn nhá, driver 2 này. Nghe chưa? Đấy. Tiếp đến là một bộ dàn Denon cũng cực kỳ VIP, chính là Denon MX7700DV, một trong số những mã hiếm hoi của Denon mà sử dụng loa 3 đường tiếng anh em nhá. Bắt đầu vào sản phẩm luôn thì hôm nay mình sẽ có mấy món đồ nhỏ, anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình mà em Sơn vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Số điện thoại của em Sơn ở ngay bên cạnh là 0933332183 anh em nhá. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào có thể alo cho mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Rồi, thì đầu tiên hôm nay mình sẽ về được một cục sạc anh em ạ. Cục này thì về nó không có hộp luôn anh em nhá. Cục này đến từ cái thương hiệu Habitech, một trong số những cái hàng mà có xuất cho thị trường Nhật anh em nhá. Cục này thì dung lượng của nó sẽ là 30.000 anh em nhìn này, 30.000. Sạc vào sạc ra 5V 3A anh em nhá. Hỗ trợ hai đầu dây sạc này. Hai đầu dây sạc, một đầu Lightning, một đầu Type C anh em nhá. Nói chung là hỗ trợ sạc nhanh các kiểu này, nó sẽ có cái đầu Type C này. Đây, Type C nhá anh em nhá. Type C sạc vào sạc ra này, đầu micro này và một đầu USB anh em nhá, một đầu USB. Ok chưa? Và hiện tại thì cục này thì mình để cho anh em giá cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Cục này hiện tại mình để cho anh em giá chỉ có 499.000 anh em nhá. 499.000 cho một cục này. Và anh em nhìn nó báo phần trăm pin ở đây này. Đấy, phần trăm pin nhá. Bên ngoài này thì nó sẽ là một cái phần nhựa trong suốt, anh em mình hoàn toàn có thể nhìn được cái mạch linh kiện bên trong anh em nhá. Mạch linh kiện bên trong nhìn như thế nào, ví dụ như một con main nó có chăm chút không, có tốt hay không, anh em mình để nhìn qua cái bên này để biết luôn được. Đấy, ví dụ bên mạch bên trong nó làm nham nhở, nó xấu xí chẳng hạn, thì mình sẽ biết được chất lượng con này nó có tốt hay không. Con này mạch bên trong nó làm khá là đẹp anh em nhá, đúng là gọi là mạch main kiểu mẫu luôn, nhìn khá là nét anh em nhá. Giá hiện tại chỉ có 499.000 thôi, ok chưa? Rồi, tiếp theo đây thì sẽ là một cái đèn pin anh em ạ. Xin thưa với anh em, con này thì mình mua trên Amazon anh em nhé. Mua đấu giá là Amazon thằng Mỹ về. Thì như anh em nhìn thấy cái đèn pin này rất là khét anh em nhé. Đây, nó sử dụng bóng Q10 thì phải. Bóng này là bóng siêu sáng luôn anh em nhé, siêu sáng luôn. Đấy, đây nút bật nguồn này, đây nút COB này. Đấy, và con này nhá, nó có cực kỳ nhiều chức năng. Và phía đằng sau này anh em nhìn thấy không? Cái điểm đằng sau này là cái điểm nam châm anh em nhé. Ví dụ anh em mình sử dụng này, hít này. Ok chưa? Đấy. Và đây nó là hàng tồn kho này, nó sẽ có những cái 1-2 vết sức nhỏ thôi anh em nhé, nhưng mà hàng chưa qua sử dụng đâu. Đấy, khi anh em sử dụng nhá, ví dụ để cắm tường này này. Đấy, cố định tường nhá, bật đèn này anh em nhìn này. Đấy không? Tắt đèn đi đây. Rồi, COB này. Đèn vàng bên dưới anh em thấy không? Đèn vàng nhá. Đèn này vừa có thể để ánh sáng, gọi là ánh sáng vàng và chống ánh sáng xanh rồi. Anh em hoàn toàn thể ngồi gọi trẻ con ngồi học được luôn. Anh em mất điện ngồi học được, ăn cơm cái kiểu. Này, tắt đèn COB nhá. Vàng này, bấm tiếp này, vàng mờ này. Đỏ này, đèn này gọi là đèn SOS anh em nhá. SOS này, anh em thấy không? SOS, ok chưa? Đấy. Và quan trọng nhất là cái bóng Q8 ở mặt trước này nó siêu sáng luôn anh em nhá. Anh em nhìn nhá. Này, đây, mình đang để điện sáng mà nó còn sáng cái này em ạ. Như hãng công bố nó gọi con này là gần được 1 cây anh em nhá. Nên với cái điều kiện anh em mình cho nó về cái thu với tâm sáng nó gần nhất như này. Thì anh em nhìn cái cường độ sáng nó cao như thế này anh em biết rồi, đúng không? Cực kỳ sáng luôn anh em ạ. Con này sử dụng một viên pin 26650 anh em nhá. 26650, để bây giờ mình sẽ gỡ cho anh em xem, sơ cầm của anh cái. Đây. 26650 thì pin nó như thế này. Anh em sẽ tháo ra nhá. Anh em tháo đây này. Viên pin sạc của nó siêu to khổng lồ luôn anh em nhá. Pin dung này, con này đi kèm sẽ dung lượng 5000 mAh. Ôi chơi anh em. Đấy, nguồn pin nó sẽ max sẽ là 4.2V, bình thường sẽ 3.6V. Dòng sạc cực kỳ lớn 18W anh em nhá. Nói chung con này là một trong số những cái dòng đèn pin mà khá là VIP anh em ạ. Đây, anh em nhìn nhá. Vặn vào này. Anh em có thể tháo hai chỗ, một ở chỗ này nhá. Hai là chỗ bên trên này, đấy, hai khớp. Tùy anh em kháo khớp nào cũng được. Đấy. Này, chỉnh tiêu cự này. Anh em thấy không? Siêu sáng luôn anh em ạ, nhất là bóng tối, ví dụ như mà tắt hết điện ở nhà đi thì siêu sáng luôn, sáng dã man luôn. Đây, cho vào mắt
Bây giờ bảo cho vào mắt camera, biết hỏng mắt camera gì. Hỏng. Ui, cho nó. Anh em ạ. Sợ hỏng mắt camera lắm, tại vì con này nó rất sáng anh em nhá. Đấy. Và quan trọng nhất con này hiện tại mình đang để cho anh em giá cực kỳ tốt luôn. Con này bình thường ở trên Amazon nó đang bán rơi vào khoảng tầm gần 100 đô anh em ạ, gần 100 đô thôi con này. Và hiện tại bây giờ mình để cho anh em con này chỉ có 900 nghìn thôi anh em nhá. 900 nghìn cho con gậy này và một trong số những con VIP luôn. Đây này, con này hỗ trợ một cái cổng USB để anh em mình sạc thiết bị khác được anh em nhá. Và một cái cổng Type-C sạc vào này, anh em thấy không? Đấy. In out này, 5V 2A. Đấy, hỗ trợ sạc nhanh thường rồi anh em nhá. Ok chưa? Đấy. Xịn. Con này xịn thật. Sơn lại đây. Xịn. Bên trong này nhá, đây cái hộp nó anh em nhá. Hộp nó. Bên trong này có một cái dây. Có một cái dây sạc anh em ạ. Một cái dây sạc bên trong này nữa. Ui xui chết. Đây một cái dây sạc một đầu USB và một đầu Type-C anh em cắm vào sạc điện thoại là sạc được anh em nhá. Đấy, giá hiện tại là 900 ngàn anh em nhá. Con đèn pin này thì nói chung là ai cũng cần rồi. Anh em thấy đút trên ô tô đi ra ngoại các thứ mà cầm con này mà chẳng may mà có bọn nào mà nó quấy nhà mình lôi ra mà dã luôn vào mặt nó thì nó chắc là cũng vỡ mặt luôn. Con này cứng lắm anh em ạ. Ống nhôm toàn bộ mà anh em, nó không phải nhựa đâu, nhôm toàn bộ anh em nhá. 900 ngàn con này. Được chưa? Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là con loa anh em ạ. Xin thưa anh em, về được cái con này thì anh em nhìn thấy không? Giống gì không? Giống loa JBL, giống con JBL Win D3 anh em nhá. Nhưng mà con này nó chỉ là hàng pha ke thôi anh em ạ. Bên Nhật nó về được con như thế này cũng khá là hay, tại chỗ là mình rất thích con này. Ở cái chỗ là thứ nhất là giá nó tốt anh em ạ. Chất âm của nó thì nghe khá là ngon, mắc volume không rẻ anh em nhá. Mắc volume không rẻ và rất là ấm tiếng. Đấy. Cái loa nó đây anh em nhá. Và nó có một cái hay nữa này, đây là dây sạc này. Tiếp đến đây này, cái này mới là cái anh em cần đây này. Cái này là cái đeo vào cổ xe, càng xe của bọn xe đẹp anh em thấy không, hoặc là xe máy anh em nhá. Rất là tiện khi anh em mình có con loa như thế này đúng không, em nhét ở đây rồi anh em mình sẽ đeo được vào cái càng xe và anh em mình đi đạp xe cực kỳ tiện luôn anh em ạ. Con này nó phục vụ đúng nhu cầu của anh em mình luôn anh em thấy không. Đấy, anh em mình chỉ việc bắt vào cái càng xe thôi là khét đèn đẹp luôn nhá. Về loa thì con này có như thế nào, loa con này nó sẽ được trang bị một con củ loa toàn giải đây này. Đấy, và phía sau này hình như nhớ không nhầm là bên trong này có một con subbass nữa anh em nhá. Và lây nhạc này tăng giảm âm lượng ở hết trên mặt này luôn. Đấy, phía bên trên này này. Anh em nhìn thấy nhá, con này có thể chơi USB được này. Chơi DC là DC sân sạc vào này, chơi thẻ nhớ được này. Đây nút on off anh em nhá. On off này. Ok chưa? Đấy. Anh em on off này, không anh em mình đậy mày vào nó sẽ chống nước cho anh em mình nhá. Khá là tiện luôn. Hình như con này nó đang bắt Bluetooth với con nào ấy nhỉ? Máy anh. Ừ. Ok rồi, chờ mình tắt Bluetooth đi test máy khác mới được nhá. Máy mình đang quay video. Anh em thông cảm nhá. Chờ mình phải tắt đi đã. Đây anh em mình đợi cái này vào. Nó nét này nẹt đi này. Ok chưa? Đây nhá, mình sẽ kết nối thử cho anh em xem. Đang ở chế độ Bluetooth rồi này. Win. Đây, Win D3 anh em nhé, nó báo là Win D3 này. Con này giá cực kỳ tốt luôn anh em nhé. Ghép nối này. Anh em thấy không? Quan trọng nhất là có cái móc đi xe đạp này, tiện dã man luôn. Mình nói thật là con này mình mua đấu giá về tại vì nó có cái móc này anh em nhé, khá là tiện cho anh em. Đấy, anh em thấy ok không? Nghe rất ok nhá, quan trọng cái này này. Đây này, thiết kế đẹp nữa. Pin này sử dụng được 5 tiếng anh em nhá. Pin sử dụng được 5 giờ. Đấy, chức năng mình giới thiệu hết cho anh em rồi. Và quan trọng nhất cái giá con này hiện tại bây giờ đang rất là tốt anh em nhá. Giá con này thì ở bên Nhật thì mình mua con này thì giá của bọn nó bán bên Nhật là rơi vào tầm hơn một củ anh em ạ. Nhưng mà mình mua đấu giá được con này giá rẻ. Mình sẽ để cho anh em con này chỉ có 580 nghìn thôi anh em nhá. 580 cho cái mã tai nghe, à mã loa này. Khá là tiện anh em, mình kẹp xe đi rất là tiện anh em nhá. Và con này hình như về được 2 con anh em ạ, 2 chiếc anh em nhá. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là một con loa gọi là siêu VIP luôn anh em nhá. Con này thì con cực kỳ VIP đến từ cái thương hiệu Edifer. Con này là con MP85 anh em nhá. Đấy, con này là con một trong số dòng loa siêu mini luôn. Sử dụng Bluetooth version 5.3 với cho anh em. App chỉnh EQ này. Đấy, chỉnh EQ bằng app ở trên máy anh em nhá, anh em thể chỉnh EQ này. Đấy.
Củ driver sẽ là sử dụng một củ driver 1,5 inch, tức là 4 cm anh em nhá. Hào pro 1,5 inch, được chưa? 8 giờ play nhạc anh em nhá. 8 nghe nhạc liên tục 8 tiếng, và con này là món siêu mini luôn. Đấy. Black này, màu black noise anh em nhá. Hàng thì hàng mình mua đấu giá về nó full box như thế này, mình chỉ bóc ra để mình test cho anh em thôi. Con này khá là hay, tại vì mình nghĩ là nó mới một tiêu chuẩn mà sản xuất đồ châu Âu như thế này thì phải nói là cũng khá đẳng cấp rồi anh em nhé. Đây. Đây. Nó hay so với cả cái kích thước của nó anh em nhé. Con này rất là nhỏ anh em nhìn này. Đặt vào lòng bàn tay mình như thế này thì anh em biết rồi. Nó siêu mini luôn anh em nhé. Nó siêu mini luôn thì anh em nhìn đấy à. Đấy. Con loa nhá. Hay không? Đấy, trên này có tăng giảm volume này, bật nguồn này. Đây móc đeo anh em nhé, móc đeo này. Các cái tiêu chuẩn về CU này, UK các kiểu, và con này nó sẽ chỉ có duy nhất mới kết nối Bluetooth thôi anh em nhé. Đấy, bên trong này sẽ là sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng rất dày luôn. Cái quyển này nó rất dày luôn anh em nhé. Nó siêu dày luôn đấy, nó đủ đa ngôn ngữ đấy. Và một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng nữa này, một cái tờ hướng dẫn sử dụng nữa này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cái đống phụ kiện trong này nữa, nó sẽ bao gồm cái gì đây? Thứ nhất là cái dây đeo phải nhỉ? Yeah. Một cái dây đeo, một dây sạc anh em nhé. Một dây đeo, một dây sạc trong này. Được chưa? Dây sạc này, một đầu tai C, một đầu USB này, và một cái dây đeo màu cam anh em nhé. Khá là tông xuyệt tông với cả con loa, đúng không? Con loa nó sẽ bố trí tông màu chủ yếu nó sẽ là đen cam. Đấy, và bây giờ mình sẽ test chất âm con này cho anh em. Và trước khi mình test thì mình xin phép báo giá con này anh em nhé. Con này thì nó là một trong số những con siêu nhỏ rồi. Đây, chân sạc tai C để Edifer thiết kế đẹp, đúng không? Giá hiện tại mình để cho anh em con này là 550.000 anh em nhé, 550 cho con này. Nó siêu nhỏ và nghe cực kỳ tiện, anh em bỏ cái túi quần anh em mình mang đi cũng được, tiện lắm. Và chất niên nó sẽ nghe hay hơn anh em mình kết nối điện thoại nhiều, à nghe trực tiếp từ điện thoại nhiều anh em nhé. Chất âm thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ để anh em tự đánh giá Edifer MP85 đây. 550. Giá siêu tốt luôn. Hàng này thì hàng mình mua trực tiếp từ bên Amazon của Mỹ về anh em nhé, chứ không phải được mua hàng trôi nổi Việt Nam đâu. Có đèn này, đèn không? Đây là 4mm anh em nhé, một con loa 4mm. Nghe âm nó khá là thánh thoát anh em nhé, độ chi tiết khá là cao. Riêng cái này, nhưng mà quan trọng em nghe phòng nhỏ thôi, em cầm đi chơi cái thứ là để mặt bàn cà phê này được, đúng không? Để mặt bàn, để mặt bàn nha. Ngoan xin yêu của anh đâu rồi, ngoan xin yêu đây anh em nhé. Ok, hết cái đống đồ linh tinh rồi anh em nhá. Tiếp này đây, thì mình xin giới thiệu với anh em, đây là cái loa Harman Kardon anh em ạ. Mình thì là một cái chỗ anh em, à mình là một trong số những cái cửa hàng mà bán loa Harman, mình nghĩ là nhiều nhất ở trên YouTube rồi anh em ạ. Không một anh em nào bán loa Harman mà nhiều bằng mình được, tại vì mình nghĩ là cái hàng này gần như bên Nhật có những cái mã đấu giá mình đấu về rất là nhiều anh em nhá. Mặc dù tuy bây giờ giá bên Nhật nó đấu giá về rất là cao, anh em nào mà đã tham gia cái thị trường đấu giá bên Nhật sẽ biết là thứ nhất là yên Nhật nó tăng, cái thứ hai nữa là bây giờ đấu giá anh em đấu giá rất nhiều anh em nhá. Giá nó đội lên rất là cao, thậm chí có những cái đồ nó tăng khoảng tầm 500 đến 1 triệu so với năm ngoái là chuyện bình thường anh em ạ. Không có gì phải thắc mắc vấn đề đấy cả. Nhiều anh em mà sợ không dám đấu giá nữa tại vì giá nó cao quá, sợ về có bán được hay không. Đấy, xong lại còn kèm theo bảo hành nữa. Ví dụ như một món đồ mà về mà lãi được chỉ khoảng tầm 200.000 thôi chẳng hạn, bán cho anh em lãi được 200.000 thì coi như thất bại, tại vì là không đủ chi phí để bảo hành anh em ạ. Mình nói thật, bán một đồ mà mất công đấu giá ngồi chờ đợi từ bên Nhật xong là bắt đầu là cả tháng nó mới về, xong bán cho anh em, mình nói thật là cá nhân mình phải lãi khoảng tầm từ 300.000 đến khoảng tầm 500.000 trên một món đồ thì mình mới bán. Còn nếu mà không được đủ cái giá trị lợi nhuận như thế thì mình sẽ không bán, tại vì nó khá là mất thời gian anh em nhé, nó mất công lắm. Anh em nào mà thử trải nghiệm thử cái cảm giác đấu giá xem, không phải là đơn giản đâu, cứ lên là mua được đâu. Đấu giá mất thời gian này, xong về này có phải bán xong cho anh em mà xong đâu, còn kèm theo bảo hành 1 năm nữa, tại vì tất cả đồ âm thanh anh em mình biết rồi, mình bán bảo hành 1 năm tất anh em nhá. Thế nên là nếu mà anh em nào mà thấy cái giá bên mình nó cao hoặc giá bên mình nó không phù hợp với anh em mình, anh em thì bỏ qua luôn, đừng để lại những cái bình luận tiêu cực ở trên video, nó mất quan điểm anh em ạ. Tại vì mình bán là mình chỉ có kênh giá so với giá mình về để mình bán cho anh em thôi, chứ mình cũng không phải là tự làm ra giá được anh em nhá, không phải tự làm ra giá được. Chứ còn nếu mà mình tự làm ra giá thì mình muốn bán rẻ cho anh em để mình càng có nhiều khách, chứ mình cần gì đâu, đúng không? Càng bán được nhiều thì mình càng tốt mà, chứ còn mình cần thiết gì đâu. Rồi, để quay lại với cái sản phẩm loa Harman Kardon thì mình hôm nay về được 4 chiếc anh em nhá. Sẽ có một chiếc
hai chiếc là không có hộp này, và một chiếc thì hai chiếc là full box anh em nhé. Hàng full box như mình đã nói đầu video rồi sẽ đẹp 99% anh em nhé. Còn hàng không có box thì nó sẽ đẹp khoảng tầm từ 90% trở lên. Đấy. Chi tiết về con Harman sẽ như sau. Đầu tiên đây là cái mã Harman Onyx 1 anh em nhé. Anh em nào hỏi thì sẽ đây sẽ chính là Harman Onyx 1 chứ không phải Onyx 2, 3, 4, 5, 6 gì đâu. Nó là Onyx 1 và nó là một trong số những cái loại mã Harman hay nhất anh em nhé. Hay nhất của hãng luôn. Như anh em có thể xem lại những cái video mình test với cả con Onyx 7 ở đây anh em. Anh em biết Onyx 7 đó là một con VIP rồi, 78 chất âm tương tự nhau. Mà con này nó còn hay hơn. Tại vì sao nó hay hơn? Giải mid và giải chép nó rất dày, nó sáng hơn con kia nhiều anh em nhé. Con kia nghe nó chất âm nó khá là tối tiếng. Xong rồi nó súp bát nó nhiều nữa. Nếu mà anh em nghe thời gian dài thì khá là đau đầu. Ví dụ thế. Hoặc là với những anh em nào phù hợp với những anh đội trẻ mà nó nghe bát mạnh hoặc nó đi bay đi lắc thì nó thích thôi. Còn cá nhân mình cũng là một người cũng không phải là quá già, nhưng mình đã thích những cái cặp loa, những cái bộ loa mà nó có phần lời sáng, mid, dày, chép, bát thì đánh nó đánh phải đủ và căng để anh em mình nghe được nhiều dòng nhạc anh em nhé. Thì cá nhân mình mã Onyx 1 này nó phù hợp nhất anh em nhé, và nó hay nhất luôn. Đấy. Cấu hình loa thì sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên thì nó sẽ bao gồm hai con loa mid bát, đường kính là 8 cm và thùng kín tất nên nó đánh rất kỹ căng anh em nhé. Xin lỗi anh em nhé, vừa có một người khách qua hỏi nên là mình sẽ hơi bị ngắt quãng video một chút. Đấy. Rồi, cấu hình con này sẽ bao gồm hai con mid bass mình vừa giới thiệu rồi đúng không? Đường kính con loa này tổng thể nó sẽ là 30 cm. Mỗi con mid bass này sẽ là 8 cm anh em nhé, củ từ cực kỳ to xin thưa với anh em. Và đóng trong một cái hộp kín thế này với hai con bass cộng hưởng bên trên, một con cộng hưởng đây này, một con cộng hưởng phía sau này. Nó cho chất bass rất là lực anh em nhé, rất lực luôn. Quay chơi anh em. Đấy. Và con này nó sẽ được trang bị hai con chép dôm của thằng Harman anh em nhé. Hai con dôm này thì nói chung phần lời thánh thót rồi, không phải bàn nữa. Anh em đã trải nghiệm những con này thì mình nghĩ là với một con loa mà chạy pin sách tay thì không có điểm chê luôn anh em ạ. Tại vì nó quá ngon rồi anh em nhé, quá ngon rồi. Đấy. Các cụm phím điều hướng sẽ ở đây này. Đầu tiên nó sẽ là nút tắt bật nguồn này, tăng giảm âm lượng ở trên này này. Đấy. Và đây nó sẽ là cái nút Bluetooth anh em nhé. Đấy, ví dụ như cái nối thiết bị khác mà không muốn ngắt trực tiếp trên điện thoại anh em để giữ chặt nút này. Để anh em mình về cái chế độ pairing cho nó để nó kết nối thiết bị khác anh em nhá. Đây, cái phần chân của nó này, mạ vàng toàn bộ, xin lỗi anh em. Mạ niken toàn bộ rất là bóng anh em nhá. Và phía sau nó sẽ có một cái chân cắm nguồn trực tiếp 19V và một chân micro USB để phục vụ anh em mình gọi là service, tức là cập nhật phần mềm cho con này. Nói chung không cần quan tâm lắm anh em nhá. Chủ yếu là anh em mình quan tâm là kết nối với điện thoại Bluetooth để nghe nhạc thôi, đúng không? Đấy. Về cơ bản thì một con không hộp cái này mình đang để cho anh em với cái giá là 3.200.000 anh em nhá. 3.200.000 cho con này. Với chơi anh em. Và bên này nó sẽ là một cái con này. Còn bên Nhật thì nó đã gãy chân anh em nhá. Bên Nhật nó thay chân rồi. Đấy, nó gãy chân, nó thay chân gỗ rồi. Anh em nhìn này. Đấy, hình thức con này thì cũng không được đẹp như con kia anh em nhá. Và quan trọng nhất là cái giá con này mình đang thanh lý cho anh em chỉ có 2.700.000. Với chơi anh em. Con này thì 2.700.000 rẻ hơn con bên này thì sẽ là 500.000, con này 3.200.000 này anh em nhá. Và con full box ở đây thì sẽ là 3.800.000 anh em nhá. 3.800.000. Đấy. Và bây giờ mình sẽ test chất âm cho anh em xem là nó có xứng đáng với giá tiền không anh em nhá. Đây mình sẽ test cho anh em luôn ở trên cái mã cái con xấu này cho anh em xem này. Bọn này xấu đẹp cũng quan trọng nó chạy ngon thôi anh em ạ. Và con này thì thường là so những cái mã mà Harman nếu rất ngon. Và em lưu một chút là mình vẫn bảo hành 1 năm trọn vẹn anh em nhá, kể cả xấu đẹp và thứ bảo hành hết. Trọn vẹn tất. 1 năm chứ không phải bán xong là xong đâu. Rất nhiều dịch vụ đi kèm sau bán hàng anh em nhé. Vậy ta sẽ chọn cách đi xa người mãi mãi. Tiếng ai khóc trên phố lạ thế, tiếng ai hát phố hoa phố lạ, phố hoa lệ, hóa cho mình còn lệ cho em. Đã đến lúc. Nhạc rất căng luôn. Đây mình nói thật là đây là một cái mã cực kỳ đáng chơi anh em nhé. Giá hiện tại bây giờ thì quá tốt rồi. Con này 2.700.000 này. Đấy. Con bên này là 3.200.000 này. Đấy. Và con những cái con nguyên hộp sẽ là 3.800.000 anh em nhé. Và bên này thì sẽ là một cái bộ dàn cực kỳ VIP đến từ Kenwood anh em ạ. Anh em nhìn nhá. Kenwood nhá. Con này là con Kenwood 7 Pro anh em nhé. 7 Pro đấy.
Đấy. Và đi kèm cặp loa HD9, một trong số những cặp loa cao cấp nhất của series HD của thằng Kenwood rồi anh em ạ. Cao cấp luôn anh em nhá. Về cái dòng Kenwood 7 Pro thì anh em sẽ nhìn thấy này, phía bên sau này anh em nhá, SK 7 Pro. Mặt đằng sau là một cái tấm đồng nguyên khối luôn anh em nhá, nguyên miếng luôn. Mà khá là đẳng cấp anh em ạ. Khá đẳng cấp, cặp loa HD9 là cặp loa VIP nhất của HD rồi, không phải bàn nữa anh em nhá. Rồi, chi tiết về bộ dàn này thì chức năng sẽ như sau. Đầu tiên mặt dàn toàn bộ mặt nhôm hết anh em nhá. Và cái mã này rất hiếm trên thị trường, gần như là anh em mình muốn mua cũng khó, khẳng định luôn. Tiếp đến là MD đọc ghi cực kỳ ngon anh em ạ, MD đọc ghi tốt luôn. CD con này thì cực kỳ ok anh em nhá. CD con này thì xin đưa với anh em đọc tốt tuần tuột các loại đĩa cho anh em luôn. Giải mã chuẩn 24 bit anh em nhá. Giải mã chuẩn 24 bit cao cấp anh em nhìn này. Đấy. Ok chưa? Đấy, anh em mình sẽ có cổng quang vào và hỗ trợ giải mã cho anh em luôn. Kết nối điện thoại, máy tính, tivi đầy đủ trên mã này anh em nhá, không thiếu bất kỳ một cổng nào. Ngoài ra anh em mình có thể chỉnh được bát chép trực tiếp trên mặt. Đây anh em nhá. Menu này, đúng không? Anh em quay đi này. Group này, speed này, level này, rate level này, aux input này, anh em có thể chỉnh được cái level của input đầu vào này. Tông này, đúng không? Anh em chọn set nhá. Tông 1 này. Đấy, lưu vào tông 1 bát này. Ok chưa? Đấy, tăng lên giảm đi sẽ bằng nút volume anh em nhá. Đấy, ok chưa? Set này, chép này. Đấy. Ok chưa? Complete phát là xong, hoàn thành cái chế độ chọn chỉnh bát chép của anh em mình. Anh em nhá. Khá là tiện đúng không? Một con mà chỉnh được bát chép thì anh em mình sẽ nghe được đa dòng nhạc hơn. Và cục âm ly rất cao cấp, chất âm cực kỳ hay luôn. Với những cái dòng gọi là đít đồng này thì anh em mình đã biết là đẳng cấp rồi anh em nhá. Nó đánh tốt cả những cặp loa bát 25cm với cục dàn này, độ chi tiết rất là cao. Cấu hình con này thì sao? Cấu hình loa này thì sao? Loa này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 16cm anh em ạ. Gân cao su zin này, màng carbon giấu núm anh em nhé, không có núm luôn. Ok chưa? Đó, không có núm. Và bên trên này thì sẽ là con đôm, dòng đôm 7 vít cao cấp của thằng Kenwood anh em nhé. Thùng thì nặng như đá luôn, xin thưa với anh em. Thùng này nặng như đá, anh em đã biết rồi. Thùng nó siêu nặng luôn, anh em nhé. Đấy, củ bên trong thì cực kỳ gấu anh em ạ. Củ anh em nào mà tháo ra sẽ thấy củ nó gấu, nó đúng kiểu đậm chất loa cao cấp luôn anh em nhá. Phía sau cái này sao? Từ phía sau anh em sẽ nhìn thấy cái phần gỗ nó thiết kế con loa này nó dày như này anh em ạ. Đây, một cái tấm gỗ nó dày như này mà anh em thấy không? Các cái thước gỗ rất là dày. Thụt hơi phía sau này. Công suất của loa sẽ là 100W một chiếc và trở kháng sẽ là 6 ohm, một cặp thì sẽ là 200W anh em nhá. Và toàn bộ cọc loa là cọc đồng nguyên khối hết anh em ạ. Toàn bộ cọc loa là cọc đồng nguyên khối hết. Công suất của âm ly sẽ là bao nhiêu? 70W. Điện nguyên bản 100V anh em nhá. Kenwood SK 7 Pro. Quy chưa? Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm, mặt đồng hết anh em nhìn này, soi gương được luôn. Đấy, súp điện out có này, kết nối thiết bị bên ngoài có đường aux này, và đây sẽ là kẹp anten FM. Optical in và out để phục vụ em giải mã 24 bit anh em nhá. Rồi. Anh em chờ chút nhá, có khách. Ok anh em, mình lại quay trở lại với anh em đây. Thì xin lỗi anh em vừa có khách thì mình lại phải cắt video một đoạn. Hôm nay quay nó cứ bị ngắt quãng, anh em hết sức thông cảm giúp mình nhá. Đây, con này nó sẽ có cổng optical in và out phục vụ giải mã 24 bit cho anh em. Và con này giải mã 24 bit chuẩn rồi, hay dã man luôn anh em nhá. Và quan trọng nhất là cái mức giá con này anh em ạ. Giá con này hiện tại bây giờ mình để cho anh em chỉ có 4 củ rưỡi thôi anh em nhá. 4 triệu rưỡi cho mã này, phải nói là đẳng cấp luôn rồi, không phải bàn nữa. Play thử nhạc cho anh em nghe đây anh em nhá. Cả bộ này 7 Pro mà có 4 củ rưỡi, quá tinh tế luôn. Qua miền rừng cao nguyên về anh, cao nguyên có còn lạnh vào hồn, thông reo có còn nhà nhà buồn, bên rừng bên suối bên hồ, đô thành còn vui như ngày xưa. Lâu rồi mà anh chưa về thăm. Cô em gái nhỏ của ngày nào, năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập. Ok
ok chưa anh em? Một bộ dàn cực hay mà giá bây giờ siêu tốt luôn anh em nhá. Chỉ có gọi là 4.500.000 thôi. Rồi. Tiếp đến bên này cũng lại là một mã Denon cũng VIP không kém, Denon MX7700DB anh em nhá. Mã này thì gọi là chạy full chức năng, loa 3 đường tiếng, lại cũng chỉ có 4 củ rưỡi anh em ạ, cũng 4 củ rưỡi luôn anh em nhá. Chi tiết con này này, mặt toàn bộ mặt nhôm hết anh em nhá. MD đọc ghi cực kỳ ngon luôn, đúng không? CD, DVD, VCD chơi tuốt tuồn tuột các loại đĩa, không tha bất kỳ đĩa nào. Và tích hợp trong con này sẽ là công nghệ ProRes Scan, là quét đa phân luồng trên mặt đĩa anh em nhá, cho chất âm cực kỳ nịnh tai luôn, nghe chưa? Các cái công nghệ Dolby Digital này, DTS này, theo minh thớt các kiểu được tích hợp hết trên con này anh em nhá. Kết nối điện thoại, máy tính, TV trên mã này đầy đủ cho anh em. Sẽ có cái cổng giải mã quang của con này anh em nhá, giải mã chuẩn 24 bit, và sử dụng chip giải mã PCM, chất tiếng rất hay cho anh em. Ok chưa? Đấy. Ngoài ra thì FM và AM con này sẽ phun giải cho anh em. FM đủ 108 nhá. AM cũng phun giải luôn. Đấy, chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt này. Super bát này. Bát này. Chép này. Đấy, chế độ direct như MD chuyên nghiệp anh em nhá. Rất ngon luôn. Cục dàn thì nặng gần chục cân và sẽ chơi tốt cả những cặp loa bát 25cm với cục dàn này anh em nhá. Không phải bàn luôn, đúng không? Nó sẽ có cổng kết nối PC này, máy tính này nhận làm sao cả giờ này, PC interface này anh em nhá. Cấu hình loa thì sao ạ? Anh em sẽ nhìn thấy con loa này, nói chung là nó cũng vào dạng loa, cũng vào dạng đẳng cấp đấy anh em ạ. Bát là bát lòng vàng anh em nhá, bát lòng vàng. Đấy. Đường kính con loa sẽ là 13cm anh em nhá, gân cao su zin, màng bát carbon lòng vàng, nghe chưa? Núm cũng là núm carbon luôn anh em nhá. Bên trên này thì sẽ là con trung đôm và trên cùng thì sẽ là con chép đôm. Chuẩn loa 3 đường tiếng cho anh em chưa? Nghe chưa? Và con này nó sẽ có một cái thụt hơi ở đây anh em nhá. Nó sẽ thông thẳng ra phía sau. Nó thông như nào anh em nhìn đây, đúng không? Nó thông thẳng ra phía sau. Và phần bên trên này là một cụm riêng, sẽ có một cái lỗ tròn ở giữa, úp thẳng xuống giữa anh em nhá. Và âm bát nó sẽ đẩy ra cả đằng trước và đằng sau. Đấy, khá là hay ở trong thiết kế của con loa này. Nói chung là chất âm này thì cũng vào dạng chiếu trên rồi, không phải bàn. Phía sau đây anh em, công suất của loa thì sẽ là bao nhiêu? 50W một chiếc anh em nhá, trở kháng 6 ohm. Một cặp sẽ là 100W, cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối hết, nghe chưa? Phía bên cục dàn này, công suất là 70W điện nguyên bản 100V, hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm, xuất video 3 đường anh em nhá, 3 đường xuất video cho anh em. Đấy, optical in và out này đúng theo chuẩn PCM anh em nhìn thấy không? Giải mã 24 bit chuẩn PCM đây, đúng không? Kẹp anten FM phụ nghe đài, các đường kết nối line in out đầy đủ anh em nhá. Và đây sẽ là đường USB phục vụ anh em kết nối máy tính nhận làm sao cả giờ, gửi cho anh em. Đấy. Đã đủ ngon chưa? Dây nguồn thì to như dây máy bơm luôn, không phải bàn. Và quan trọng nhất là giá chỉ có 4 củ rưỡi thôi anh em ạ. 4 triệu rưỡi cho bộ này anh em nhá. Giá siêu tốt luôn. Và lây thử nhạc cho em nghe chất âm nhá. Chưa anh em. Đấy, hiện tại mã này đang là 4.500.000. Và video ngày hôm nay thì mình xin phép được kết thúc ở đây thôi, và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình, và xin chào anh em.